cũng từng giáp năm cho Phạm Văn Xã họ 76 tuổi. Vì trước khi cầu nguyện mời xem bên trong trình ban ngôn thờ cung đảnh lễ chủ quyền, đảnh lễ tam bảo, đảnh lễ chân dung thầy trong cái gì bên trước, đảnh lễ bàn Phật và thông tin phần nghi thức đã xong kết đến thời xã ba xã vĩnh cầm quỳ đồng vinh lên cha. Hello Andy, xin chào tất cả các bạn. Chúc tất cả các bạn một năm mới luôn vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc các bạn nhé. Thì hôm nay cũng là ngày cúng giáp năm từ khi ngày ba mình mất, và cũng là cái ngày giỗ đầu tiên luôn. Thì hôm nay gia đình mình đang chuẩn bị lễ để cúng tuần giáp năm cho ba mình. Thì như các bạn biết đấy, lễ xả tang thường hay được biết đến với một cái tên gọi khác gọi là cúng mãn tang. Thì đây là một cái buổi lễ được tiến hành với mục đích thông báo cho mọi người về việc hết thời gian để tang của gia đình đối với người đã mất. Thì ngoài ra thì cúng mãn tang đôi khi còn được xem như là một nghi thức để tưởng niệm người đã khuất, cầu xin người thân đã mất phù hộ cho gia đình được may mắn và suôn sẻ. Thì ngày xưa con cháu phải để tang cho ông bà cha mẹ thời gian ít nhất là phải 2 năm, nghĩa là phải qua cái lễ giỗ đại đường thì con cháu mới được xả tang. Và trong cái thời gian cư tang này thì con cháu không được cưới hỏi vì người ta cho rằng đó là điều không tốt. Cho nên đối với người mà đang mang tang thì họ kiêng cử đủ thứ hết. Thì ngày nay vì công việc làm ăn nè, học hành thi cử hoặc là cưới hỏi nè, thì hơn nữa cái phần lớn ảnh hưởng theo cái nếp sống của người phương Tây, nên vấn đề cư tang không trở nên là gò bó theo tục lệ ngày xưa. Thì cái phần nhiều sao là phần nhiều là sau 49 ngày, tức là xong cái lễ chung thất thì người ta xin xả tang, không có ai chịu cư tang cho qua lễ cái lễ giỗ đầu. Có người thì còn xin xả tang liền sau khi mai táng hoặc quả táng, lý do là vì họ coi việc để tang là một cái việc mà không mấy may mắn trong những việc như là cưới hỏi nè, thi cử nè, khải trương, cửa tiệm hoặc là đi xa. Bởi thế sau khi người mất tròn đúng 49 ngày thì gia đình sẽ tổ chức một cái nghi lễ cúng 49 ngày, thì mong vong linh người mắc ra đi thanh thản, không còn vướng bận cõi trần gian. Thì sau lễ cúng đó thì gia đình sẽ tổ chức thêm một cái vài lễ nghi lễ khác, cụ thể là lễ cúng 100 ngày, thì lễ cúng giáp năm, rồi lễ cúng giáp năm hay còn gọi là ngày giỗ đầu. Thì riêng ngày giỗ đầu á, mái ấm gia đình thường tổ chức triển khai sang trọng và quý phái nhằm mục đích tưởng niệm tròn một năm ngày mất của người thân trong gia đình. Thì trong cái ngày này á, thì gia đình không chỉ chuẩn bị sẵn sàng mâm cơm cúng trong nhà trên bàn thờ cúng người mất, gia đình còn chuẩn bị sẵn sàng mâm cơm chay cúng ngoài mộ của người mất. Thì đây là cái nghi lễ nhằm mục đích bày tỏ cái tấm lòng tôn kính của con cháu đối với cái linh hồn của người đã mất. Thì tuy nhiên trong 3 năm tiên phong, tức là 3 năm đầu kể từ ngày chôn cất người mất, thì gia đình không được tảo mộ cũng như là không động thổ xung quanh khu mộ. Bởi thời hạn này khá mới, người mất chưa kịp an nghỉ, nếu bạn động thổ vào cái khu mộ sẽ chạm đến cái điều cấm kỵ trong tử vi cũng như là cái phong thủy tâm linh. Do đó thì cái theo phong tục thờ cúng thì cái ngày giỗ đầu được tính là ngày mất của người thân qua đời tròn đúng một năm, tức là cái ngày người thân từ trần ngừng thở của năm sau đó. Dù tháng đủ hay tháng thiếu thì cũng tính ngày cúng giỗ đầu phải là giáp năm, tức là 12 tháng. Cho nên thì hôm nay Andy sẽ chia sẻ với các bạn biết về cái phong tục tập quán cúng lễ tuần xả tang giáp năm cho người mất ở cái khu vực miền Tây đồng bằng sông Cửu Long của mình như thế nào các bạn. Thì đa phần 90% thì mọi người đều theo đạo Phật, tức là mình sẽ nhờ
những cái nhà sư á, họ cúng cho mình. Còn riêng ở tỉnh Đồng Tháp, miền Tây của mình á, thì đa phần là người dân là theo đạo Phật giáo Hào Hảo, tức là Đức Quỳnh Giáo Chủ các bạn. Thì thường Phật giáo Hào Hảo thì thường mặc những cái áo nâu như thế này các bạn, áo dài nâu như thế này nè. Mình đi thì cứ mỗi tuần cúng tuần cúng thắt hàng tuần cho người mắc á, thì cái người đồng đạo á, mình gọi là người đồng đạo. Còn nếu như mà cái đạo Phật á thì mình gọi là Phật tử. Còn riêng cái Phật giáo Hòa Hảo thì mình gọi là người đồng đạo, thì họ sẽ đi kéo một đoàn như thế đó các bạn, đi cúng tuần giúp cho người mắc, giống là cầu nguyện siêu cúng cho phù hộ linh hồn của người mắc được siêu thoát, được giảng sinh ở miền cực lạc. Nó thì đa phần 90% của người dân miền Tây tỉnh Đồng Tháp của mình là theo đạo Phật giáo Hòa Hảo. Thì sau cái lễ cúng xả tang trong gia đình như thế này xong thì mình sẽ đem cái những cái đồ tang, những cái vật dụng liên quan đến đồ tang á, thì mình sẽ đem đốt. Rồi sau đó ngày hôm sau thì mình sẽ làm một cái cúng một cái mâm cơm để gọi là cái cúng dỗ đầu các bạn, cúng tượng trưng cái dỗ đầu. Thì một năm sau nữa thì bắt đầu mình tổ chức một cái lễ lớn hơn, đàng hoàng hơn. Còn cái giáp năm như thế này mình cũng đơn giản thôi. Thì gia đình mình đang chuẩn bị cúng trước. Gia đình mình cúng trước, cúng cầu nguyện trước xong. Rồi sau đó thì sẽ có quý đồng đạo đi đến cầu nguyện để phù hộ cho cái vong linh của người mắc á được siêu thoát, để mà kết thúc một cái năm xả tang. Rồi sau đó gia đình sẽ cúng một lần cuối nữa để mình đốt những cái đồ tang. Quay nhà, quay lên cho bà Út bà coi. Dạ ông kho đó. Sau khi cúng xong thì gia đình đang chuẩn bị ăn cơm mà đừng sợ, chuẩn bị để mà
tiếp quý đồng đạo đến để mà cúng tuần giáp năm cho ba mình. Gì? Ăn đơn giản đó các bạn, canh chua, cá kho tộ. Đó thì quý đồng đạo đã đến đó các bạn. Họ đến để cúng giáp năm cho ba mình. Đó thì đây những cái mình đãi họ đơn giản thôi, bánh trái này kia, trái cây, nước ngọt này kia. Rất là đơn giản thôi. Cũng từng giáp năm cho Phạm Văn Xã có 76 tuổi. Vậy trước khi cầu nguyện mời xem trong trình ban ngôn thờ cúng. Cảnh lễ ngũ quyền. Cảnh lễ tam bảo. Cảnh lễ chân dung thầy. Trong cái gì bên trước. Cảnh lễ bà Phật và thông tin. Phần nghi thức đã xong kết tiếp thời xã ba xã vĩnh đồng quỳ đồng vinh lên nha. Cầu nguyện cho Phạm Nhân Xã, họ 76 tuổi. Tính con tuổi chuột luôn hả? Ủ cảm ơn xong mà đặng lại là còn đặng lại còn đặng lại
ăn cơm mà rảnh rồi. Để mua chứ là đồng rảnh rồi mua chứ là khi họ đến thì mình mời họ ăn uống xong thì họ cúng xong thì họ ra về, thì rất là đông các bạn, từng tớp mỗi cái tớp khoảng 20-30 người đó bạn, rất là đông luôn, cho nên phải cúng từ sáng tới chiều luôn các bạn. Gia đình rất là bận rộn trong cái ngày này, thì cúng xong nguyên ban ngày thì tối thì gia đình mình mới cúng lại để mà xả tang. Sau khi mà cả một ngày thì quý đồng đạo đến cúng tuần giáp năm cho ba mình xong á, thì bây giờ buổi tối nè, thì 7 giờ tối nè, gia đình mình bắt đầu cúng lại một lần nữa, tập trung cúng lại một lần nữa, rồi sau đó thì sẽ tiến hành làm lễ xả tang và đốt tang. Từng tổ quyền với tổ ông bà, hôm nay ngày 11 tháng 12, có bằng tình mãn tang cho ông già và bà thị xã, chúng con đồng anh em con cháu tập hợp cúng ông bà cha mẹ thì được lựa trình của mình tổ cho được dạy tang và được dồi dào sức khỏe mang đến phát tài. Gia đình mình là có tổng cộng là 7 anh chị em, cho nên là con cháu này cũng rất là đông các bạn. Thì đây là anh lớn, anh cả, anh hai nè. Thì ba mẹ mình, bên ba mình thì chỉ còn có mình một người cô này thôi. Thì cô đứng ra rải bông bạc, đây là cái phong tục bạn. Giống như là sau khi xả tang xong mình rải bông này để mà kết thúc xả tang, để mà cầu cho con cháu mạnh khỏe và làm ăn phát đạt phát đạt sau một năm để tang. Đại loại là như vậy các bạn. Anh hai đứng chảy đi. Cao lên đi.
Chúc bài. Cái gì màu trúng với màu hết gì đó. Có giấy không? Dạ có. Có giấy thì trúng luôn. Cho mua giấy số trúng. Cứ ưng kêu chị hai kìa giả là anh cho ta vào. Gặp quá ai chứ bên tớ. Dạ có đâu. Có trong đó giờ không chung kiểu ra giờ. Đồ cho mấy đứa này học giỏi. Làm bác sĩ hả? Mọi cái nghi lễ, nghi thức đã xong. Bây giờ anh mình khấn vái bàn thờ ba để mà chuẩn bị cái di chuyển cái bàn thờ này lên cái bàn thờ chính. Rồi sau đó mình sẽ đốt những cái vật dụng này. Theo cái thứ tự không thường thấy là phải mà có giờ xuống hầm
Thôi để hạ giờ xuống dưới ha ha. Xuống xuống. Xuống cây đinh dưới này nè. Để gì đi giùm mai có 2 giờ rồi. Sẵn rồi. Sẵn rồi giờ luôn, sẵn rồi đó luôn. Nó còn cộm nó đụng cái bây giờ là ngày mai là nhổ cái đinh nó ra. Có đinh rồi. Là mình làm cho nó ổn định chắc chắn lại để nó đỡ cộng thì nó mới để sáng ra tao làm giờ treo lên đỡ quan trọng buộc cho chắc nha. Cái cục đen đen để ra sau lưng để thấy ra có đau không dạ đỡ đây đỡ đây sáng hay là nghe là con Để không có má đinh nó trên đi. Để nửa chừng nắng cái đinh nó trên đi. Để nó đinh nó quàng đi. Để nó quàng nó đem xuống quàng quàng. Vô. Ngoài vô cái đinh đó quàng. Cái đinh nó ghê quá. Có đó đúng. Đừng đứng mà dịnh nó đi. Con. Sau khi xong sửa hoàn tất xong thì đem tất cả các dụng mà đồ tan nhang đèn còn dư á mình sẽ đem đốt hết các bạn. Đã hoàn tất xong các bạn. Thế thì mình chỉ hiểu mình như thế nào thì mình nói cho các bạn chia sẻ với các bạn thôi. Còn nếu các bạn nào có ý kiến đóng góp thì xin mời tất cả các bạn cùng chia sẻ để mình hiểu sâu xa hơn về cái thấy giả hoàn hảo các bạn nha. Thấy chân và bây giờ em đi xin tạm dừng Samsung video tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm cũng như là cùng với anh đi để mà tham gia cái lễ cúng giáp năm cho ba mình. Đi xin chào tạm biệt tất cả các bạn nhé. Bye bye. Chúc các bạn chúc tất cả các bạn ngủ ngon. Chờ nó mới không.